Thưa quý vị, thời gian gần đây, Đà Nẵng đã xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập những nơi vắng người để tổ chức đua xe, biểu diễn chạy xe máy, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cứ đến tối thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần, tại khu vực cuối đường Hoàng Sa, Trường Sa, đoạn từ khách sạn Sheraton đến điểm giáp ranh tỉnh Quảng Nam, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép diễn ra một cách công khai. Khi có lực lượng chức năng đến thì số thanh niên này nhanh chóng trốn chạy. Trong khi đó, tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch về du lịch thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, lưu lượng phương tiện giao thông đi lại nhiều. Hoạt động đua xe trái phép này vừa gây mất an ninh trật tự, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hàng tuần, trong một là giữa tuần hoặc là cuối tuần thứ Bảy sẽ có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập để đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường, gây là bất an cho người tham gia giao thông. Đó là điện đường mình là hơi tối nữa, nên là đề nghị là chỗ ủy ban nhân dân thành phố sớm khảo sát để lắp đặt camera giám sát để giúp cho ngăn chặn kịp thời cái việc mà đua xe trái phép. Còn đây là hình ảnh đôi nam nữ thanh niên vừa chạy xe vừa đổi tay lái ngay trên đèo Hải Vân. Việc thanh niên tụ tập tại khu vực này để biểu diễn xe máy diễn ra thường xuyên vào dịp cuối tuần. Điều này vừa gây mất trật tự, an ninh khu vực, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng tập trung biểu diễn xe ở khu vực này, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhiều lần đi kiểm tra và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm, nhưng đâu lại vào đấy. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực kiến nghị. Trạm cũng đề xuất, thứ nhất là các cơ quan chức năng khảo sát lại các tuyến đèo Hải Vân và lắp đặt cái hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và giám sát giao thông để có cơ sở xử lý về trật tự an toàn giao thông sau này, các lỗi vi phạm giao thông sau này. Thứ nhì nữa là khảo sát lại cái hàng quán nước dọc tuyến đèo Hải Vân, những cái hàng quán mà xây dựng trái phép và tự phát trên tuyến đèo thì phải tháo dỡ. Thứ ba nữa là phải xây dựng cái điểm kiểm soát để cho cái lực lượng kiểm soát là có cái vị trí mà để dừng và nếu cái thời tiết khắc nghiệt thì dừng và kiểm soát được tốt hơn tại vị trí này. Đã đến lúc các cấp, các ngành liên quan cần có biện pháp để giải quyết triệt để, ngăn chặn kịp thời tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, biểu diễn xe máy nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua những khu vực này cũng như giữ vững an ninh trật tự tại các địa phương.